nhạc sĩ Nguyễn Chính cũng chưa được xuống khỏi sân khấu. Thưa quý vị, và bây giờ thì anh Thuyết muốn gửi đến quý vị một ca khúc nữa. Nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trọng và lời của nhạc sĩ Hoàng Dương. Bài hát này là một bài hát mà theo có nhiều cái câu chuyện mà người ta kể lại trong cái thời điểm đó. Khi mà bài hát này được ra đời, được mang tên Nhạc Sầu Tương Tư, thì anh Tuyết được nghe một câu chuyện như thế này. Lúc đó nhạc sĩ Hoàng Trọng cùng với một người ca sĩ rất là đẹp của thời đó, cô được mệnh danh là Nữ Hoàng Áo Đen. Và ngày đó ông hai người đã hẹn nhau sẽ vào Nam, và nhạc sĩ Hoàng Trọng vào trước sẽ đợi người Nữ Hoàng Áo Đen vào sau. Nhưng cứ mỗi chiều như vậy, ông ra ga và đợi bóng hình người áo đen. Nhưng mỗi chiều đợi mãi chẳng thấy bóng áo đen đâu cả. Thế là bài hát Nhạc Sầu Tương Tư đã ra đời. Và bây giờ anh Thuyết mời quý vị thưởng thức bài hát này với phần đệm đàn piano của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính.
Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi, tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài. Tình ơi mắt lệ tràn chưa khắp nơi, gió đừng khóc nữa gió ơi, tan nát tơi bời. Mây trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ, ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây. Môi em thơ ngây mái tóc vương dài, đôi mắt u buồn lệ thắm đêm nào ướt hoen khăn hồng. Vì đâu cho lòng tràn đầy thương đau, vì đâu cho đời ta xa cách nhau. Thời gian xóa tình duyên cũ nghĩa xưa, đắm chìm theo lớp gió mưa trong con.